Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng cho biết, từ đây đến ngày 15 tháng 10, nếu tình hình dịch ổn định thì sẽ tính toán thêm để không nói bình thường mới mà là bình thường. Thông tin được đưa ra trong chương trình Dân hỏi Thành phố trả lời mới đây. Bà Thắng cho hay hơn 8 ngày qua, kể từ khi mở cửa trở lại, thành phố phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, sản xuất kinh doanh trở lại, song không thể tiêu diệt ngay virus, thậm chí sau này sẽ còn nhiều biến chủng mới, do đó phải chấp nhận sống và làm việc với tình trạng có dịch trong thời gian nhất định mà không thể nói trước là bao lâu. Theo bà Thắng, trong điều kiện bình thường mới này, tất cả các chủ thể trong xã hội đều phải thích nghi linh hoạt cuộc sống, phát triển kinh tế hợp lý với tình hình dịch bệnh. Thành phố cũng đã có những bước chuẩn bị như tập trung vaccine cho các khu công nghiệp để hoạt động sau ngày 1 tháng 10 với tỷ lệ tiêm 2 mũi, với tỷ lệ cao và các chuỗi cung ứng cũng đa số tiêm đầy đủ mũi 2. Đến nay đã gần 70% người dân trên 18 tuổi ở thành phố đã tiêm mũi 2, cơ bản đủ điều kiện hoạt động trở lại. Bà Thắng cho hay, 3 tháng qua không chỉ người dân, doanh nghiệp mà cả chính quyền thành phố cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hơn một tuần sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, từng bước trở về trạng thái bình thường mới. Dù vậy, người dân thành phố sau một thời gian dài ở trong nhà vẫn chưa quen với những thay đổi, cùng với đó là những đan xen nhiều tâm trạng. Tiệm hớt tóc của gia đình anh Phương đã hoạt động trở lại khoảng một tuần nay. Cùng với những vật dụng, thao tác quen thuộc thì nay có thêm một công đoạn mới, xịt khử khuẩn dụng cụ sau khi phục vụ khách. Sau 4 tháng nghỉ dịch thì mình làm lại mình rất vui. Thì nghỉ dịch lâu quá, cũng khổ quá rồi cho nên làm lại rất là vui. Mấy ngày đầu thì cũng đông khách, nhưng mà cũng phải ráng tuân thủ 5K, rồi xịt cồn, rồi vệ sinh, rồi đầy đủ cho nó an toàn cho mình và khách hàng. Kỹ để an toàn thôi chứ bây giờ rất là lo lắng. Như anh Phương, niềm vui, nỗi lo đang xen lẫn nhau là tâm trạng của rất nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh lúc này sau hơn một tuần nới lỏng giãn cách. Đối với những người sinh ra, lớn lên, lập nghiệp tại thành phố này, những ngày tháng qua quá ám ảnh, nhưng giờ vượt lên trên tất cả là mong muốn được đi làm lại, được kiếm tiền để vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống thường nhật trước đây. Gia đình anh Đăng nhiều tháng qua phải hạn chế công việc, thậm chí ngừng việc, trong khi các con dù học online ở nhà cũng phải tốn hàng chục triệu đồng để vào năm học mới. Hiện tại thì gia đình cũng bắt đầu quay lại công việc. Tuy nhiên là giống như lúc đầu thì chắc khoảng được 30-50% thôi. Hiện tại thì đi ra ngoài về thì cũng rất là lo lắng cho mấy đứa nhỏ. Sử dụng 5K rồi sát khuẩn rồi tất cả mọi thứ là trước khi mới vô nhà để bảo vệ cho mấy đứa. Một phần quan trọng làm nên Thành phố Hồ Chí Minh sôi động và nhộn nhịp như trước đây còn là các hoạt động giao lưu với những tỉnh thành lân cận và cuộc sống, việc làm của rất nhiều người dân thành phố liên quan đến những hoạt động này. Do đó, cùng với bình thường mới là mong muốn được lưu thông, giao thương liên tỉnh. Hiện tại bây giờ cá nhân mà đi từ tỉnh này qua tỉnh nọ thì phải xin phép qua sở giao thông vận tải, rất là phức tạp. Cái thứ hai là về mẫu tỉnh thì mẫu khác, ví dụ như về Long An khác, về Bình Dương khác, về Tây Ninh khác, cho nên là khó. Thì tới bây giờ xe dịch vụ là chưa được chạy, nó cũng giống như xe taxi khi chưa được chạy, cho nên hầu như là thu nhập là chưa có. Đó, còn mong muốn của mình là làm sao càng sớm càng nhanh càng tốt là mà chính phủ phải để cứu được cái nền kinh tế. Được biết, thành phố đang làm việc tích cực với nhiều tỉnh thành, địa phương và kỳ vọng ngày 1 tháng 11 tới đây sẽ được chạy liên tỉnh trở lại. Tất nhiên, việc hoạt động sẽ trên tinh thần thăm dò, giám sát và linh hoạt mở rộng địa bàn khi điều kiện thuận lợi. Sau hơn một tuần nới lỏng giãn cách, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng chống COVID-19 lẫn phục hồi kinh tế xã hội, như số ca tử vong liên tục giảm, số ca mắc mới thấp hơn số ca ra viện, và các doanh nghiệp hoạt động lại ngày càng nhiều hơn. Người dân cũng được đánh giá là có những thích ứng an toàn với dịch bệnh.